toàn thể quý vị đã đến với chương trình Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp. Cầu nha, xuống cầu đi lên khoảng 200-300 mét thôi. Không có một tay hả? Thì máy quá, máy nghe chịu được. Lấy cả vàng, lúc mạnh vàng quay mặt ra. Rồi, máy bắn bên đường qua. Ok, em đi sạc máy cho anh. Nha, tùy em luôn, tùy tay. Càng nói gì trơn em đỡ lắm. Càng khôn càng điên càng tốt. Đầu tiên là chết người Trinh ơi. Ổn mày luôn nha. Ok. Dạ. Rồi nhanh đi Ken. Rồi. Thank you.
Rồi sao? Ba. Em chỉ xem cái chương trình của anh Giang trên YouTube thôi. Cảm giác là rất là thèm khùng cái món ăn của anh Giang nấu. Hôm nay thì rất là bất ngờ khi mà được là khách mời của cái chuỗi chương trình ẩm thực của anh Giang. Chỉ là đêm hôm trước em cũng không ngủ được. Em cũng ngủ được rất là hả. Mà hôm nay khi mà đến với buổi quay ngày hôm nay em rất là vui vì là được hòa mình vào không gian thậm chí là được ăn những cái món ăn rất là dân dã, và nhất là cái việc mà mình bắt cá lên rồi mình ăn luôn tại chỗ nữa, nó rất là đặc biệt á. Đây là bình thường như thành phố nha em thì khó có cái gì trải nghiệm được cái cảm giác. Bây giờ mà em đang học